Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em: đừng chống cự người khác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ bảy quanh năm 5A. Có một ông họa sĩ nọ có nét vẽ rất tài hoa. Người ta mời ông đến để vẽ một bức hình về Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Sau những ngày tháng miệt mài làm việc, ông đã có thể hoàn thành bức ảnh, trừ ra khuôn mặt của Chúa Giêsu, một khuôn mặt mà ông biết rất là hiền từ, dù Ngài đang phải chịu nhiều đau khổ. Cứ mỗi lần vẽ đến khuôn mặt của Chúa Giêsu thì ông lại khựng lại, vẽ đi vẽ lại nhiều lần vẫn không xong. Bình tâm suy nghĩ lại để tìm lý do, ông nhận ra rằng vì ông vẫn còn đang giữ thế căm hờn với một người bạn đã từng gây ra nhiều điều oan ức bất hạnh cho mình. Cuối cùng, ông quyết định đi tìm người bạn ấy và giao hòa cùng tha thứ cho anh ta. Sau đó, khi trở về, ông thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Nhờ vậy, ông đã có thể vẽ nên khuôn mặt rất dịu hiền của đấng cứu thế. Câu chuyện giúp chúng ta khám phá ra lý do, ý nghĩa và trả lời cho những thắc mắc của chúng ta. Tại sao ta phải yêu kẻ ghét mình? Yêu kẻ ghét mình đem lại ích lợi gì? Và phải làm gì để có thể yêu cả kẻ thù của mình? Bài đọc 1 trong sách Lê Vi, Chúa đã dùng miệng Môi-se mà truyền dạy dân chúng rằng: hãy nói với toàn thể Israel và bảo chúng rằng: các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Ngài còn dạy thêm: ngươi không được trả thù, không được oán giận người thuộc về dân ngươi, ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình. Qua Môi-se, Thiên Chúa đã nêu lên lý do mạnh mẽ để con cái Israel phải biết sống yêu thương, vì Thiên Chúa, Chúa của họ là đấng thánh thiện. Và vì cùng là con cái Thiên Chúa nên họ phải yêu thương đồng loại và không được để lòng thù ghét anh em trong dân tộc mình. Theo thời gian năm tháng, những gì Chúa dạy đã bị bỏ quên và bóp méo. Trước sự cứng lòng và áp lực của dân, Môi-se đã phải đưa ra lệnh truyền rằng: các ngươi hãy yêu thương đồng loại và ghét kẻ thù. Môi-se còn cho phép mắt đền mắt, răng đền răng. Những gì mà Môi-se đã dạy thì hôm nay Đức Kitô đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Ngài uốn nắn và làm cho lề luật được hoàn thiện bằng những chuẩn mực cao cả và thánh thiện khi nói: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em, và như vậy anh em sẽ nên con cái Cha trên trời. Qua đó Chúa muốn dạy, sự thánh thiện cao vời và trọn hảo nhất không chỉ là yêu thương đồng loại, mà là yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ thù. Lý do ta phải yêu thương họ vì cũng như chúng ta, họ cũng là con cái và là hình ảnh của Cha ở trên trời. Kết quả của việc yêu thương kẻ thù, chúng ta sẽ trở nên những con người mới, là những người con thật của Cha ở trên trời. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã củng cố thêm lý do khiến chúng ta phải yêu thương anh em, vì chúng ta không chỉ là con của Cha thánh thiện, mà còn vì đã được giá máu của Chúa cứu chuộc, thánh hóa và trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Mang trên mình hình ảnh của Đức Kitô nên chúng ta cũng phải biết sống như Ngài, là yêu thương kẻ thù như chính Ngài đã nêu gương. Cộng đoàn phục vụ thân mến, chưa bao giờ chúng ta phải chứng kiến sự sụp đổ nền móng luân thường đạo lý trong gia đình như hiện nay. Cha mẹ, con cái kiệt nhau từng thất đất, vợ chồng nói xấu, nghi ngờ nhau, con cái chửi mắng, đánh đập cha mẹ, người thân sẵn sàng dứt tình đoạn nghĩa chỉ vì một chút tư lợi ích kỷ. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta kiểm điểm lại lối sống của mình. Chúng ta có còn phải là con Cha trên trời và là anh em với nhau không? Hãy yêu kẻ thù. Yêu người dưng đã khó, yêu kẻ thù còn khó gấp bội. Khi tâm trí còn hằn đau bởi những vết thương do kẻ thù gây ra, mấy ai có thể quên nỗi oán hận để yêu kẻ hãm hại mình. Chúng ta có biết vượt lên trên những lý lẽ tự nhiên, suy nghĩ của nhân loại để sẵn sàng sống theo lời Chúa dạy mà có cái nhìn khoan dung, con tim rộng mở và hành động quảng đại tha thứ như Chúa dạy và làm gương cho ta không? Hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Ai cũng biết ta yêu kẻ thù không phải vì họ đáng yêu, nhưng vì ta thấy ở họ hình ảnh của Chúa. Dù không ít lần tình yêu của ta bị tối chối từ và không thay đổi được họ. Vì thế, Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện để trong sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, họ có thể được cảm hóa, biến đổi và nhận ra tình yêu của Chúa qua thiện chí của ta mà trở về giao hòa với Chúa và với nhau. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, được sinh ra từ nguồn mạch yêu thương của Thiên Chúa, hơn nữa còn được tẩy sạch và làm cho nên công chính thánh thiện nhờ dòng máu tha thứ của Chúa trên thập giá. Thế nhưng không thể một sớm một chiều chúng ta biết tha thứ như Chúa dạy. Trái lại, phải năng nhìn ngắm và suy niệm thập giá Chúa, cảm nhận sự tha thứ của Chúa dành cho ta. Nhờ đó mà ta có được sức mạnh để dám yêu thương tha thứ cho kẻ thù, và ngày càng nên hoàn thiện như Cha ở trên trời. Trước khi bị hành hình, các con của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã đến gặp cha mình và khóc lóc thảm thiết. Họ còn có ý định sẽ trả thù kẻ tố cáo cha mình. Biết được điều đó, Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã căn dặn các con: "Các con ơi, hãy tha thứ và đừng tìm cách báo thù. Là con là cháu của các anh hùng tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy nhìn ra phẩm giá cao quý của những người con Thiên Chúa. Từ đó biết sống như Ngài dạy, là yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình. Có như vậy, chúng ta mới dệt nên hạnh phúc cho mình qua nẻo đường yêu thương như Chúa dạy. Ai yêu thương thì sinh bởi Thiên Chúa và là con của Thiên Chúa. Amen." Hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình, yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau, yêu thương
dù buồn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tòa lan bốn phương, này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.